Số liệu do hãng tin CNN tổng hợp cho thấy, Bắc Carolina là bang chịu thiệt hại nặng nề nhất với 95 người chết. Các trường hợp thiệt mạng còn lại được ghi nhận ở Nam Carolina, Georgia, Florida, Tennessee và Virginia. Con số thương vong được cho là sẽ còn tăng thêm khi lực lượng cứu hộ vẫn đang nỗ lực tiếp cận các khu vực bị cô lập và xác định tình trạng của những người mất tích. Bão Helen đổ bộ đông nam nước Mỹ từ cuối tuần trước, phá hủy nhiều đường xá, tháp viễn thông và nhà cửa. Các công ty bảo hiểm ước tính Thiệt hại do cơn bão gây ra có thể dao động từ 15 tỷ đô la Mỹ đến 100 tỷ đô la Mỹ. Các nhà khoa học cho biết, biến đổi khí hậu chủ yếu do khí thải từ nhiên liệu hóa thạch làm gia tăng mức độ trầm trọng của bão Helen.